À, người chơi điện tử vừa mới lập kênh mới tên là Mì Tôm Hai Trứng. Anh em ghé qua rồi ấn sắp để đón chờ những content về game mới thật thú vị nhé. Link kênh ở dưới phần mô tả. Đây là một bộ phim về tình trai con mang đến tiếng cười nhưng cũng lấy đi rất nhiều nước mắt của người xem. Có thể nói cảm động là một tính từ không thể lột tả được hết nội dung của cái phim này mà phải nói là cảm động vãi. Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7, câu chuyện xoay quanh ông bố thiểu năng Jong Gu và cô con gái Jae Sung. Tuy cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng cả hai vẫn vô cùng hạnh phúc. Ngày qua ngày hai bố con tới cửa hàng ngắm chiếc cặp thủy thủ mặt trăng mà Jae Sung yêu thích. Ngày mai là ngày ông bố Jong Gu lĩnh lương, Jae Sung sẽ không phải ngắm nhìn chiếc cặp qua cửa kính nữa mà sẽ ngắm của người khác vì chiếc cặp cuối cùng đã bị một người khách giàu có mua mất. trong không bỏ cuộc chạy theo đòi lại chiếc cặp cho con gái tuy nhiên hành động này khiến ông khách tức giận tặng cho tên hâm hấp một cái đạp bầm dập hai bố con đành buồn bã trở về nhà chấp nhận cái cặp đã thuộc về tay người khác chơi ngủ đi mai bố mua cặp on cho không làm thủy tưởng mặt trăng thì mình làm vô hải tặc sáng hôm sau Jong-gu lĩnh lương và tình cờ gặp được cô bé mua chiếc cặp sai lở moon cô bé nhận ra ngay người đàn ông hôm trước Ben ngỏ lời dẫn Jong-gu tới một nơi khác cũng bán chiếc cặp sách này chồng gù khi nhìn thấy chiếc cặp thì chạy theo cô bé nhưng lúc này một tai họa ập tới một tai nạn vô cùng hữu khiến cô bé qua đời ngay tại chỗ. sử dụng toàn bộ những neuron còn hoạt động của mình cố gắng sơ cứu cho cô bé nhưng bộ mặt bảy phần thiểu năng ba phần đần độn của ông đã khiến một người đi đường hiểu lầm rằng ông đang cosplay minh béo thế là cảnh sát nhanh chóng vào cuộc phóng viên thuộc các thể loại báo lá cải lá húng rau mùi tao răm đều có mặt ngay lập tức thiêu diệt một kịch bản về tiền bắt cóc giết người hiếp dâm với mục đích là trả thù ông giám đốc sở trong giờ cảnh sát jong gu vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với mình luôn buồn về nhà đợi gặp con gái anh bị đưa đi điều tra và hứng chịu bãi nước bọt của dư luận chỉ dựa vào lời nói của một nhân chứng không chứng kiến toàn bộ sự việc cảnh sát đưa ra kết luận jong gu chính là hung thủ một cuộc tái hiện lại hiện trường được diễn ra trước sự chứng kiến của người dân hay chính xác hơn là màn tự biên tự diễn của cảnh sát lợi dụng sự hồn nhìn ngây thơ của Je Sung thấy cảnh sát thành công khiến Jong-gu nhận tội cô bé Je Sung thì vẫn không biết được chuyện gì đang xảy ra với bố lặng lẽ đi học một mình trên đường đi thì bắt gặp bố của mình bị cảnh sát đưa đi mà không làm gì được tình cảnh vô cùng éo le khi tiếng hai bố con gọi nhau bị xen lẫn bởi những lời chửi rủa của dư luận Jong-gu bị đưa vào trại tạm giam ngay sau đó mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến não tôi phải đặt ra hai câu hỏi phải chăng luật pháp Hàn Quốc thực sự như lín và tại sao sự việc lại ra nông nỗi này tất cả là tại Uchiha quay lại với trạm giam của Jong-gu với tội danh nghiêm trọng anh lọt vào mắt xanh của đội trưởng đội canh ngục Trang Vinh Hoan một con người chính trực ngay thẳng căm ghét kẻ ác đặc biệt là những tên tội phạm liên quan đến trẻ em thế là Jong-gu ăn thêm một trận đòn chưa hết anh còn được bạn cùng phòng tra hỏi chiều mến bằng vài cái bà tay đại ca của phòng là giang hồ đúng như cái tên từng làm giang hồ ngoài ra còn bốn thành viên khác chun hồ đa đồ tội danh lừa đảo cùng hai tên xã hội đen là bông xích và ma bùm tội danh mỗi người mỗi khác nhưng mà ai đấy đều phẫn nộ khi đọc bản cáo trạng của jong gu nhưng không vì vậy mà jong gu tỏ ra ghét những người anh em cùng phòng thậm chí còn cứu giang hồ khỏi mũi dao của một tên giang hồ khác trong trại giam đáp lại tấm lòng của jong gu giang hồ cho anh một điều ước mua chuộc quản giáo và mang cho anh món đồ từ bên ngoài tuy nhiên jong chỉ có một ước ao là được gặp jesung sau khi anh bị vu oan, Jae Sung được đưa tới một cô nhi viện để chăm sóc và thật tình cờ có một buổi biểu diễn văn nghệ được tổ chức bởi cô nhi viện và nơi diễn ra chính là trại giam của Jang Gu. Jang Ho cùng đồng đội quyết định ra tay giúp hai bố con gặp nhau. Nhưng lúc không chú ý, Mang Bi Yong bắt cốc Jae Sung, đưa cô bé tới phòng giam của Jang Gu và đó là lúc điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 bắt đầu. Hai bố con chỉ có hai tiếng để gặp mặt trước khi đoàn diễn văn nghệ ra về. Bông sức tỏ ra hốt hoảng với hành động bao đồng này của cả nhóm, định tố giác bố con của Jang Gu. Nhưng trên đời có ba thứ khiến một người trở nên yếu lòng: trẻ con, mèo và tốt nhận chàng và nhìn khuôn mặt này thì không ai nỡ làm đổi Jae Sung ra khỏi vòng tuy nhiên một việc ngoài dự tính xảy ra mục sư bị đột quỵ khiến cả đoàn phải kết thúc sớm niềm vui ngắn chẳng tới gang Jae Sung khóc lóc chia tay bố rồi cùng bom ra xe nhưng cả hai lại chậm một bước ra tới nơi cũng là lúc chiếc xe đã đi mất Jae Sung bất đắc dĩ trở thành người ăn cơm tù nhỏ tuổi nhất đại hàn dân quốc đại ca giang hồ cùng những người khác thì ngao ngán nhìn hai bố con quản giáo mà phát hiện thì cả phòng mọt gông và quả nhiên quản giáo phát hiện thật Jae Sung bị giám thị giàng phát hiện và cô bé ngay lập tức bị trả về nơi sản xuất mắc kệ những lời nài nỉ của Who uh. Giám thị chàng còn tặng cho anh một trận đòn thừa sống thiếu chết vì giết chết con gái người khác lại còn đòi gặp con gái mình. Các thành viên khác của phòng giam số 7 bị kỷ luật, trong gu thì bị biệt giam, nhưng một tia hy vọng lóe lên. Một tên phạm nhân gato với trong gu vì cũng có người thân lại không được vào thăm. Tay này phóng hỏa chạy giam, giám thị Tràng ra sức ngăn cản nhưng không ăn thua, đánh di tản mọi người rồi một mình xông vào áp chế tên điên trong phòng. Trong gu trong phòng biệt giam cũng được thả ra. Đúng lúc nhìn thấy giám thị chàng đang gặp nguy hiểm, trong đầu trong cu mặc định là ai gặp nguy hiểm thì phải giúp đỡ, nhưng anh cứ thế nhảy vào cứu giám thị, mặc kệ là trước đó đã lĩnh vài cái bạt tai cùng vài ba đòn của ông giám thị chàng thoát chết trong căng tấc và cuối cùng cũng nhận ra một điều rằng kia là cái mặt của một người thiếu dha à, chứ không phải một tên bắt cóc giết người hiếp dâm được ghi trong hồ sơ quay lại với cô bé Jae sung sau khi bị tách ra khỏi bố cô bé trở lại trường và nghĩ ra một cách là nhờ cô giáo chủ nhiệm dẫn đi gặp bố bằng hình thức thăm tù và thế là hai bố con gặp lại nhau cả hai luôn thuyền đủ chuyện trên trời dưới biển trước ánh mắt cảm thông cùng tâm trạng rối bời của trạm trưởng trang ông đã từng tỏ ra căm thù trong gu lúc mới chuyển tới vì con trai ông cũng từng bị bắt cóc và giết hại quá nỗi khó xử với tình thế của bố con jong giám thị Trang tới gặp dê từ khi trở về từ trại giam cô bé đã bật chế độ tuyệt thực để đòi gặp bố không còn cách nào khác giám thị trang đành chấp nhận để hai bố con đoàn tụ một lần nữa đồng thời điều tra lại vụ án của jong gu toàn bộ chứng cứ từ phía cảnh sát đều chứng tỏ một điều là tất cả đều được làm giả để đổ mọi tội danh lên đầu của jong gu không thể thế chết mà không cứu trạm trưởng trang bắt tay vào điều tra cũng trong khoảng thời gian này cô bé dê sung cứ tan học là được giám thị trang dẫn đi gặp bố trở thành phạm nhân part time của phòng giam số 7 giúp đỡ đại ca giang hồ tốt nghiệp lớp một làn cầm điện thoại vào rút bông xích nói chuyện với con gái không thể ngồi yên một chỗ các thành viên khác của phòng giam số 7 cũng rút một tay nghiên cứu các tình tiết trong gu kể lại sau chuỗi lại mọi chuyện và cuối cùng cũng phát hiện ra là cái chết của con gái ông giám đốc sở không hề liên quan đến Jong-gu, mà chỉ là một tai nạn hy hữu cô bé không may bị vấp ngã do trơn trượt đập đầu xuống đất và bị vỡ sọ Jong-gu áp dụng những kỹ năng cứu hộ anh học được để cứu cô bé nhưng lại bị cảnh sát suy diễn thành hành động đổi bại quá nỗi bất bình đại ca jong hồ quyết tâm đổi lại công bằng cho trong soạn lại toàn bộ lời khai đưa trong học thuộc chuẩn bị cho phiên xét xử chính thức giám thị trang thì nỗ lực hết sức thuyết phục ông giám đốc sở cho điều tra lại vụ án nhưng tất cả đều vô ích vì luật sư biện hộ tỏ ra bất hợp tác tất cả chỉ có thể dựa vào biểu hiện của Jong Gu trước tòa và cuối cùng người xét xử cũng tới tưởng rằng sẽ có một cái kết đẹp với bố con Jong Gu nhưng không giám đốc sở xuất hiện và tuyên bố phim này xét ending ông đánh đập và đe dọa Jong Gu rằng nếu không nhận tội sẽ làm điều tương tự với Jae Sung đấu tranh tư tưởng một hồi lâu Jong Gu vẫn lựa chọn làm theo lời ông giám đốc sở và phán quyết tử hình được đưa ra trong sự kèo thét vô vọng và bất lực của giám thị trang cô bé Jae thì chỉ biết ngồi khóc bút ra là cả chết bản án được thông qua sau này chỉ đến khi Jae khôn lớn và trở thành một luật sư tài năng. Bản án của bố cô năm xưa mới được đặt lại với sự góp sức của giám thị trang, giờ đã trở thành cục trưởng cục cảnh sát cùng tất cả những thành viên của phòng giam số 7. Tất cả một lần nữa đứng ra làm chứng đòi lại công bằng cho Jong Gu. Sự phẫn nộ của Jae Sung trước tòa vẫn y nguyên như ngày cô còn bé, bất lực nhớ lại vẻ mặt ngơ nghịch của bố, sự nhu nhược của tên luật sư biện hộ, đám công tố bất tài vô dụng tất cả như một trò đùa. Trở lại quá khứ, sau khi phán quyết được đưa ra, cuộc sống của hai bố con vẫn tiếp diễn. Jae Sung vẫn tiếp tục thăm bố cho tới những ngày tháng cuối cùng. Ngày thi hành án được ấn định vào đúng Giáng sinh, Đồng thời là sinh nhật của Jae-sung, các thành viên của phòng giam số 7 muốn tặng hai bố con món quà cuối cùng. Phối hợp cùng cô giáo chủ nhiệm của Jae-sung, tạo điều kiện cho hai bố con đi tới quả khinh khí cầu được jang Hu và những người bạn chuẩn bị từ trước. Và đó là khoảnh khắc cuối cùng hai bố con đang ở gần nhau. Jae-sung có được chiếc cặp thủy thủ mặt trắng mơ ước. Cả phòng cũng như khán giả không kìm được nước mắt khi thấy Jae-sung cúi đầu cảm ơn bố vì đã sinh ra con. jong Woo cũng cúi đầu trước cô con gái bé nhỏ. Và cuối cùng thì giờ thi hành án cũng tới. Jae-sung chỉ biết rằng bố mình sẽ đến một nơi rất xa. Hai bố con chia tay những thành viên của phòng giam số 7 trước khi đi cùng thẩm thị trang hai bố con cứ thế ôm nhau qua trần xong mà khóc trong quỳ xuống cầu xin cai ngục trong vô vọng anh biết mình đã sai khi lời nhận tội đã cướp đi người cha của con anh mãi mãi trở lại thực tại phiên tòa giải oan cho trong đã đến hồi kết tất cả nín thở lắng nghe phán quyết của thẩm phán tuy đã muộn nhưng cuối cùng công lý cũng về bên xuân bắc trong chính thức được giải oan sau 15 năm và đó là điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 nếu bạn có lỡ bật khóc khi xem phim này thì hãy comment ở phía dưới để biết rằng chúng ta không cô đơn tôi là vui vẻ. Đừng quên đăng ký giờ reviewer, người chơi điện tử, vui vẻ với người chơi đồ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.